Kính chào quý vị khán giả, Quảng Hải và Trúc Giang vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Những thông tin mới, nóng và thiết thực về nhiều mặt của đời sống xã hội dân sinh trong 24 giờ qua sẽ được chúng tôi cập nhật và chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình hôm nay. Và sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam. Xe cho đoàn nghệ thuật tình thương gặp nạn, 7 người thương vong. Chuyên mục nóng trên mặt báo, coi trời bằng vung. Bò có cặp sừng dài nhất thế giới. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý mà chương trình cập nhật có liên quan đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho hay, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu hơn 4.000 gói thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam. Trước đó, tại khu vực ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp cùng với các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện Lê Thanh Phong sinh năm 2000 đang chất chín trong gói thuốc lá ngoại các loại vào bao tải đưa lên xe gắn máy để vận chuyển đi nơi khác và không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc trên. Qua điều tra, Phong khai nhận số thuốc lá trên là Phong vận chuyển thuê cho một người phụ nữ ở cùng địa phương với tiền công là 1.000 đồng một gói. Từ đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà của bà Phạm Thị Nguyệt tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu thì phát hiện trong nhà bà Nguyệt có cất giấu 3.590 gói thuốc lá ngoại các loại và không có chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc số thuốc lá trên. Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, xử lý đối tượng và tang vật thu giữ theo quy định của pháp luật. Cũng tại tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Hồ Tấn Lộc, Trần Lam Trường, Trần Võ Minh Thuận, Trần Dĩ Khang, Đỗ Văn Tài, Đặng Vi Khang, đều từ 16 đến 19 tuổi về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Riêng đối tượng Phạm Việt Hoàng đã bỏ trốn. Trước đó, sau khi nhậu xong, Lộc cho biết nhiều lần đến đòi nợ anh Hồ Tuấn Kiệt, 18 tuổi, nhưng không trả nên Lộc rủ nhóm đối tượng trên cùng đến nhà anh Hồ Tuấn Kiệt để đòi nợ và đập phá tài sản. Khi đến nơi, anh Kiệt không có nhà nên cả nhóm đứng trước cửa nhà dùng cây, đá, chai ném vào nhà. Tiếp đó cả nhóm còn phá cửa đi vào sân nhà tiếp tục dùng cây, đá đập vào cửa kính nhà, đập phá xe ô tô có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Gây nhiều hư hỏng rồi cả nhóm lên xe bỏ đi. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bến Cầu đã nhanh chóng tiến hành điều tra, truy xét và xác định nhóm thanh thiếu niên có liên quan. Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được Nguyễn Hoài Vũ là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đập cửa kính ô tô, trộm cắp tài sản, khiến dư luận hoang mang trong thời gian qua. Thủ đoạn của Vũ là tìm đến những khu dân cư mới, vắng người qua lại, rồi dùng vật cứng đập bề kính các ô tô đậu trên đường để lấy tài sản. Theo khai nhận, đối tượng chủ yếu lấy tiền mặt, không chọn những tài sản có giá trị khác như máy tính xách tay hay điện thoại di động. Sau 7 lần gây án, tổng giá trị tài sản Vũ đã trộm cắp được lên đến 400 triệu đồng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ 5 thợ lặn khi đang tham gia công tác trục vớt tàu container Vision Integrity bị chìm trên sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã gặp tai nạn khiến 3 người bị mất tích, 2 người đang nguy kịch. Thế cho đến sáng ngày 12 tháng 12, lực lượng cứu nạn chỉ mới tìm thấy 1 thợ lặn, 2 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 12. Trong lúc các thợ lặn đang trục vớt container trong khoang tàu Vision Integrity bị chìm thì có tín hiệu cấp cứu báo động. Một nhóm thợ lặn được điều động vào trong khoang tàu, cứu được 2 thợ lặn bị ngạt khí đưa lên mạn tàu. Bất ngờ một số container được trục vớt lên tàu lật nhào, đè lên nhóm 3 thợ lặn còn đang dưới mặt nước. Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, biên phòng thành phố, lực lượng y tế, chính quyền địa phương tìm kiếm 2 người mất tích còn lại và cấp cứu 2 nạn nhân đang bị hôn mê sâu. Chuyển sang những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Nghệ An. Đang lưu thông trên đường, xe ô tô chở đoàn nghệ thuật tình thương bất ngờ đâm vào vách núi khiến 7 người thương vong. Trước đó, xe khách 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29K1636 của đoàn nghệ thuật tình thương thuộc Trung tâm dạy nghề nhân đạo cho trẻ khuyết tật Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội do tài xế Nguyễn Công Minh điều khiển đi từ thị trấn Mường Xén vào xã Bắc Lý đã bất ngờ đâm vào ta luy dương và bứt tường kè chống sạt lở bên đường. Nạn nhân tử vong là tài xế Nguyễn Công Minh sinh năm 1969 và trưởng đoàn Đinh Thị Thuận sinh năm 1982. 5 người khác bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng. Các nạn nhân được lực lượng chức năng và người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, nóng trên mặt báo những ngày qua là một câu chuyện gây bức xúc trong dư luận mà 24 giờ chuyển động đã đưa tin trong chương trình trước. Đó là vụ việc một người tự xưng công an nghỉ hưu gọi điện đe dọa chặt đầu một phóng viên vì viết bài phản ánh việc xây nhà sai phép. Vâng, từ bao giờ mà một người từng là cán bộ công an nhân dân lại có thái độ hành xử theo luật rừng như vậy? Như 24 giờ chuyển động đã thông tin, ông Nguyễn Văn Triệu, bí thư thành ủy Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc phải khẩn trương làm rõ vụ một phóng viên bị dọa chặt đầu sau khi phản ánh giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Bảo Lộc xây nhà sai phép. Theo đó, phóng viên HD có bài viết đăng trên báo Lâm Đồng phản ánh việc ông Đinh Tiến Văn, giám đốc Bảo hiểm xã hội Bảo Lộc xây nhà sai phép tại số 55 Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Bảo Lộc. Sau khi báo đăng, phóng viên HD tiếp tục đến hiện trường xây dựng trên để phản ánh thì chiều ngày 9 tháng 12 nhận được cuộc điện thoại của một người xưng tên Quang, người nhà của ông Văn. Trong đoạn băng ghi âm cuộc gọi mà phóng viên HD lưu giữ, người tên Quang nói căn nhà có giấy phép 766 m² xây dựng mà biên bản lập xây dư 280 m² là sai với thực tế. Cán bộ phường học nhiều mà vẫn cứ dốt. Thấy cán bộ phường làm sai, mày vẫn tiếp tay à? Mày mù à? Tao sẽ chặt đầu mày cho coi. Sao mày ngu vậy? Tao xử mày luôn. Sáng ngày 10 tháng 12, lãnh đạo công an thành phố Bảo Lộc xác nhận trước đây đơn vị này có một cán bộ tên Quang và đã nghỉ hưu 5 năm nay. Ông Quang hiện là chủ khách sạn Thiên Bang tại Bảo Lộc. Trước đây ông Quang là cán bộ thuộc đội cảnh sát 113 công an thành phố Bảo Lộc. Coi trời bằng vung là nhận định của nhiều bạn đọc trước thái độ việc làm của người đàn ông này. Bạn đọc Hoàng Nhân Ái ở Quảng Bình cho rằng những người hành xử theo luật rừng như thế này thì phải cần được xử lý thật nghiêm. Có luật nào, nghị định nào điều chỉnh về những hành động như thế này thì phải áp dụng mức khung cao nhất. Bạn đọc này cũng đề nghị dám thách thức người bảo vệ pháp luật và công lý thì hãy cho họ ném mùi của pháp luật và công lý. Phải dùng pháp luật và công lý để trị những con người như thế này đến mức tối đa, bắt họ phải quỳ gối trước pháp luật. Hội nhà báo và tòa soạn không những bảo vệ bạn phóng viên mà hãy truy tận cùng vấn đề này, chứ để những kẻ như thế này vênh váo tự đắc thì sẽ còn anh nờ kẻ khác, sẽ đe dọa phóng viên và thách thức công lý trong tương lai. Thưa quý vị, đây là một trường hợp điển hình cho việc quá coi thường pháp luật, coi thường mạng sống con người. Điều đáng phẫn nộ hơn khi đó từng là một cán bộ công an nhân dân. Dư luận đề nghị xác minh người hăm dọa, cần xử lý mạnh tay để làm gương cho các quan chức coi thường kỷ cương phép nước. Vâng, muốn đấu tranh chống tiêu cực, chống cửa quyền lợi ích nhóm thì phải cương quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những người dũng cảm chống tiêu cực làm quyền. Thiết nghĩ phải bắt người đe dọa nhà báo trong trường hợp này. Bên cạnh đó cũng cần điều tra và xử lý nghiêm, cần đập bỏ phần công trình sai phép, không để chuyện như vậy lộng hành. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đồng Tây Chuyển Động. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên hiện nay nhiều người dân tại khu vực miền Trung rất khó trong việc mua vé tàu Tết chặn ngắn. Theo ga Đà Nẵng, do số lượng vé tàu Tết chặn ngắn không có nhiều, nên ngành đường sắt sẽ có các phương án phục vụ như là mở thêm chuyến tăng cường hoặc là bán thêm ghế phụ. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Khác với cảnh chen lấn xô đẩy như trước đây, lượng khách đến mua vé tàu Tết tại ga Đà Nẵng trong những ngày này là khá thưa thớt, thông thoáng. Tuy nhiên, hành khách muốn mua vé vào dịp cao điểm trước Tết, chiều từ Đà Nẵng ra Vinh, Thanh Hóa, Nam Định và ngược lại là rất khó khăn. Muốn mua vé từ Đà Nẵng về Hà Tĩnh thì tìm đến mạng thì không có. Vì nó ưu tiên những cái chặng dài hơn, ví dụ như Sài Gòn, Hà Nội hoặc là Đà Nẵng, Hà Nội. Còn cả việc... hiện tại tôi đang đứng tại nhà ga để mua vé thì cái vé mà tôi muốn mua thì lại không có nữa. Từ Ninh Bình đi lên là không có, nhưng mà mua xuất phát từ Hà Nội thì để hỏi thử là có thì cũng được một vài cái mà ngồi mềm chứ không có giường nằm. Chỉ là mua giường nằm nhưng mà không có. Theo đại diện ga Đà Nẵng, vé chặn ngắn còn rất ít, nhiều mác tàu đã kín chỗ. Theo quy định của ngành, hiện đơn vị đang ưu tiên bán vé chặng dài, sau đó mới bán chặng ngắn cho người dân. Trước nhu cầu chặng ngắn tăng cao, trong những ngày giáp Tết, ngành đường sắt có phương án tổ chức thêm đoàn tàu TN32 chiều từ Đà Nẵng ra Hà Nội và ngược lại, đồng thời mở bán thêm một số ghế phụ để phục vụ người dân. Chúng tôi cũng đang cố gắng, tức là sẽ tận dụng trong những cái ngày cao điểm đó, thì nếu như hành khách có nhu cầu thì chúng tôi sẽ bán những cái vé ghế phụ cho hành khách đi ngắn đường. Để chống tiêu cực, ga Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân mua vé tại nhà ga, các đại lý bán vé không nên mua vé cò mồi, chợ đen, tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 được nghỉ 7 ngày nên rất nhiều người đã lên kế hoạch đi chơi cùng gia đình người thân trong dịp nghỉ dài ngày này. Lượng khách đến đăng ký mua tour Tết Canh Tí từ rất sớm và tăng từng ngày, dẫn đến nhiều đơn vị du lịch lữ hành bị cháy tour. Nắm bắt được tâm lý này, các công ty du lịch đã tung ra rất là nhiều tour vào dịp Tết với nhiều mức giá khác nhau từ rất sớm để du khách có thể lựa chọn. Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường du lịch Tết Canh Tí đang nóng lên từng ngày. Theo đó, chỉ mới vào tháng 11, nhưng lượng tour Tết Canh Tí được các công ty lữ hành bán ra đã đạt từ 30 tới 50%. Một số đường tour đi nước ngoài đã chốt sổ đăng ký từ sớm. Theo thống kê của các công ty du lịch, tỷ lệ khách đặt tour quốc tế vẫn cao hơn so với tour đi trong nước, chiếm 60% trên tổng lượng khách đăng ký tour Tết Canh Tí năm 2020. Đáp ứng nhu cầu mua tour Tết tăng cao của du khách, năm nay các hãng lữ hành đã mở bán tour khá sớm với hành trình tour đa dạng và mức giá ưu đãi. Theo công ty lữ hành, tour trong nước dịp Tết Canh Tí không tăng nhiều do có thêm một số hãng hàng không tham gia thị trường, giúp du khách và các hãng lữ hành có thêm lựa chọn về điểm đến. Từ đó giá tour được giữ ổn định hơn mọi năm. Tuy nhiên, càng đặt tour vào những ngày cận Tết, giá tour có thể sẽ tăng từ 5 tới 20% tùy tuyến do giá dịch vụ ăn uống tại điểm đến tăng. Với tour du lịch nước ngoài, giá tăng nhẹ với các tuyến Đông Nam Á và Đông Bắc Á do giá máy bay có điều chỉnh vào giờ chót tùy lượng khách. Riêng các tour đường xa đi Mỹ, châu Âu, Úc, giá tour khá ổn định hơn do du khách đặt lịch sớm để có thời gian làm visa. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, nhắc đến chất lượng thịt chắc, ngọt, ngon thì cua Cà Mau có thể nói là đứng nhất. Bởi cua được người dân nuôi theo nhiều hình thức như sen canh, quảng canh, không dùng thức ăn, cua lớn lên trong điều kiện tự nhiên. Và hiện nay, cua thịt nơi đây được các thương lái thu mua cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang nước ngoài. Vì thế mà người dân nuôi cua biển tại Cà Mau đang thu hoạch được lợi nhuận khá lớn. Ông Huỳnh Trường Giang ở khóm 3 thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển đã trên 40 năm gắn bó với vùng đất ngập mặn, cùng nghề nuôi cua thương phẩm cho biết, với diện tích nuôi khoảng 6 hectare, mỗi năm ông lãi trên 100 triệu đồng. Hiện nay, cua thịt ở huyện Ngọc Hiển được các thương lái thu mua, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang nước ngoài. Theo cái chương trình tập huấn thì mình rút ra kinh nghiệm thì cũng tốt, có nghĩa là mình còn nhỏ rồi mình gieo ở trên để tránh tình trạng con khác để nó ăn con cua, và con cua nó còn nhỏ quá nó lột thì nó cũng bị nhiều cái rủi ro của nó, thì mình và còn nhỏ thì mình nên gieo ở trên cho nó bự lên cỡ ngón tay thì mình thả xuống thì nó đảm bảo đầu con nhiều hơn, và mình nuôi thì nuôi cũng thả tự nhiên vậy. Ngay đây tôi nuôi thì thả tự nhiên chứ không trang, vì cái vuông mình nói chung là nó cũng rộng, rồi mình thả thì mình thả di truyền, thả coi như là 1 tháng hoặc 2 tháng thì mình thả vài ngàn con vô, mình thả tiếp tục vậy. Khi mình bắt thì con cua đạt chuẩn. Ngoài môi trường tự nhiên thuận lợi để có được chất lượng cua thịt ngon, còn nhờ vào con giống tốt. Theo các cơ sở ươm cua giống, để nâng cao được sản lượng, cua nuôi cần tiến hành theo 3 giai đoạn là vèo, ươm trong ao sau 30 ngày, rồi tiến hành thả ra vuông nuôi. Cách làm này vừa giúp cua lớn nhanh, tránh thiên địch và kiểm soát được số lượng cua nuôi, và cua đảm bảo chắc thịt và sạch an toàn. Hầu hết cửa sông ở huyện Ngọc Hiển đều thông ra biển nên rất thích hợp cho nghề nuôi cua thương phẩm. Nguồn nước có độ mặn phù hợp, nơi đây có phù sa, cây đước tạo được môi trường sống lý tưởng và cung cấp lượng thức ăn dồi dào cho cua thịt. Hiện Cà Mau có trên 200.000 hecta nuôi cua với nhiều hình thức nuôi, sản lượng mỗi năm hàng chục ngàn tấn. Tiếp tục chương trình, Hoàng Hải và Trúc Giang sẽ đưa quý vị đến tỉnh Khánh Hòa để cùng theo chân những người dân vùng biển săn bắt tôm hùm giống. Vâng, tôm hùm giống là một loại hải sản rất có giá trị do sinh sản trong tự nhiên mà con người chưa nhân giống được. Nên mùa này, nhiều ngư dân địa phương đã hành nghề săn bắt tôm hùm giống và hiện giá bán của tôm hùm giống là rất cao. Những ngày này được coi là cao điểm mùa săn bắt tôm hùm giống. Nhiều ngư dân tại làng chài Lương Sơn thuộc xã Vĩnh Lương, Nha Trang đã giăng bẫy tràn ngập trên vùng biển nơi đây. Để bắt được tôm hùm giống, ngư dân đã giăng các sợi dây thừng rất dài. Mỗi dây cột dính hàng trăm vỏ chai nhựa có đục nhiều lỗ đặt chìm lơ lửng dưới nước để tôm hùm con chui vào trú. Bên trên các dây thừng có cột các phao để dây nổi lên mặt nước. Hàng ngày cứ vào mỗi buổi sáng sớm, ngư dân ra thăm bẫy, kéo lật từng vỏ chai nhựa để xem kết quả. Năm nay nó hên xui rồi chứ đâu phải là mình biết chắc ăn nhiều đâu, có khi có ngày kiếm được mười mấy vài chục con, có ngày là không có con nào. Theo ngư dân cho biết, tôm hùm giống khi bán cho các cơ sở nuôi tôm hùm với giá bán rất cao, khoảng vài trăm ngàn đồng mỗi con. Nếu gặp hên, ngư dân mỗi ngày kiếm được trên vài triệu đồng. Đây được coi là thu nhập đáng kể khi nguồn tài nguyên biển ngày càng cạn kiệt. Và đây cũng được coi là cách săn bắt tôm hùm giống rất độc đáo của ngư dân vùng biển. Sau đây là những sự việc thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới. Mới đây, một viên kim cương, bọc kim cương hay còn gọi là viên kim cương kép, ước tính khoảng 800 triệu năm tuổi, đã được tìm thấy ở nước Cộng hòa Sakha thuộc Nga. Đây được cho là viên kim cương kép đầu tiên từng được tìm thấy trong lịch sử ngành công nghiệp khai thác đá quý. Khối kim cương này có cấu trúc khác lạ chưa từng thấy, với một viên kim cương lớn bao bọc viên kim cương nhỏ hơn, giống như búp bê Matryoshka nổi tiếng của Nga. Dù có cấu trúc phức tạp, nhưng trọng lượng khối kim cương chỉ là 0,62 carat. Khoảng trống bên trong viên kim cương lớn là 6 mm khối và trọng lượng viên kim cương nhỏ là 0,02 carat. Các nhà khoa học đặt giả thuyết viên kim cương bên trong ra đời trước và sau đó bị bao kính bởi viên kim cương lớn hơn trong quá trình hình thành. Tiếp theo mời quý vị cùng gặp gỡ Bucklehead, một chú bò 6 tuổi ở Texas, Hoa Kỳ, đã phá kỷ lục với cặp sừng dài nhất thế giới. Chú bò 6 tuổi Bucklehead mới đây đã khoe cặp sừng có kích thước ấn tượng dài đến 340cm tại hội chợ Horn Showcase tổ chức tại Lawton, Oklahoma, Mỹ. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đang xem xét các giấy tờ trước khi trao tặng danh hiệu cho Bucklehead. Trước đó, kỷ lục cặp sừng dài nhất thuộc về một con bò 7 tuổi với cặp sừng dài 324cm đến từ Goodwater, Alabama của Mỹ. Bò sừng dài Texas là giống bò chuyên đẻ thịt, nhưng với bản tính hiền hòa và thông minh, chúng được huấn luyện ngày càng nhiều để trở thành bò cưỡi. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường, đổi mới sách giáo khoa, đừng để bình mới trù cũ. Phú Yên, một bệnh nhi tử vong do cúm A H1N1 PDM. Lâm Đồng cháy nhà trong đêm, 4 người tử vong. Chuyên mục chuyện ngày mới, khi ngôi hậu vẫn còn hẩm hiu. Thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới đã được dư luận quan tâm đánh giá là bước cải tiến quan trọng cho nền giáo dục nước nhà. Nhưng làm sao để biết sách giáo khoa nào có giá trị để chọn cho học sinh và con em mình để học, dễ hiểu là băn khoăn của nhiều nhà trường, giáo viên và các bậc phụ huynh. Đây cũng là vấn đề mà chương trình muốn đề cập trong chuyên mục Cà phê không đường hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 30 tháng 11 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa mới ở lớp 1 trong năm học 2020-2021. Theo đó, năm học tới, các nhà trường tự thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cho đơn vị mình. Cả nước có trên 15.000 trường tiểu học thì sẽ có bấy nhiêu hội đồng, và theo Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 quy định, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Như vậy, sang năm học 2021-2022, 64 tỉnh thành lại lập 64 hội đồng nữa. Chỉ để lựa chọn sách giáo khoa, chắc chắn số tiền chi cho việc này sẽ không phải là một con số nhỏ. Công việc chọn sách giáo khoa cho năm học 2020-2021 sẽ phải hoàn tất trong tháng 3 năm 2020 để còn kịp thời gian cho các khâu chuẩn bị. Trên thực tế thì để chọn sách, giáo viên không chỉ cần có đầy đủ các bản mẫu để được xem mà còn phải có thời gian để được dạy thử, rồi thảo luận về tính ưu việt, phù hợp của từng sách và tạo thành bài giảng của riêng mình để đưa ra quyết định lựa chọn chính xác. Bên cạnh đó, có tới 4 trên 5 bộ sách giáo khoa mới là của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chỉ có một bộ của nhà xuất bản Đại học Sư phạm và nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì đâu có nhiều lựa chọn khi thị phần chủ yếu của sách giáo khoa mới là của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chúng ta thấy rằng chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa vừa công bố khi mới nghe đọc qua thì thấy hay, thấy mới và thấy khách quan. Nhưng liệu có phải là bình mới rượu cũ hay không khi thị phần lớn sách vẫn là của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam? Không chỉ có người dân quan tâm lo lắng về việc này mà ngay cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã nêu ra những băn khoăn của mình tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 năm 2019. Làm sao cha mẹ học sinh nói nên chọn sách nào, rồi lại có xu hướng chạy để bộ sách của mình sử dụng ở trường này tỉnh nọ, có lãng phí không khi nhà nước bỏ tiền cho Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn? Nhìn vào giáo dục của các nước tiên tiến, nhà nước không chỉ định tác giả tham gia soạn sách mà chỉ ban hành khung chương trình chung. Các tác giả muốn viết sách giáo khoa sẽ dựa vào đó để biên soạn. Do đó, ai cũng có thể tham gia viết sách, biên soạn sách hoàn toàn độc lập và tự do. Những quyển sách được viết sáng sủa, ví dụ hay, cập nhật cái mới, được giáo viên sử dụng và giới thiệu cho học trò. Học trò không chỉ mua một cuốn mà có thể mua nhiều cuốn để đọc và so sánh chúng với nhau. Thầy dạy cũng không phụ thuộc vào một cuốn sách nào ngoài giáo án. Tác giả nào viết khi in ra mà dở quá, giáo viên và học sinh không dùng, tất sách sẽ không bán được và tự nhiên sẽ bị đào thải. Một điều quan trọng nữa, những quyển sách giáo khoa luôn có tính cập nhật sẽ được người dạy và người học đón nhận nhiều nhất. Như vậy sẽ tạo ra môi trường học thuật sôi động và luôn tiếp cận những trào lưu, khuynh hướng nghiên cứu mới nhất của thế giới. Do đó, các tác giả biên soạn sách sẽ hơn nhau ở chỗ, sách của ai giàu tính cập nhật hơn sẽ thuyết phục người dùng hơn. Một bộ sách giáo khoa hay thì văn phong phải sáng rõ, diễn đạt lôi cuốn hấp dẫn, lập luận, trích dẫn, ví dụ dễ hiểu và cập nhật được những cái mới. Các bạn giải quyết được khối lượng kiến thức cần và đủ mà mỗi học sinh phải lĩnh hội và đúng kiến thức theo chương trình khung của Bộ Giáo dục. Về tiêu chí đúng, tức phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan, vô tư. Sách cần đề cập đủ những điều mà Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định cần trang bị cho học sinh từng lớp ở các bậc học, chứ không phải nhồi nhét những kiến thức xa vời, phức tạp, không sát với đối tượng mà mình đang viết sách. Như vậy, tiêu chí chọn một bộ sách cho học sinh sẽ trở nên đơn giản khi nó hợp túi tiền của gia đình các em. Đồng thời, sách in đẹp, hình ảnh sinh động, cách trình bày dễ hiểu, dễ tiếp thu và đặc biệt phải phù hợp với trình độ của học sinh. Vâng, và hãy đừng để lo lắng của Chủ tịch Quốc hội trở thành hiện thực. Dù ai là người chọn và chọn sách nào thì điều quan trọng nhất và đặt lên trên hết phải là lợi ích của học sinh, lợi ích của sự nghiệp trồng người. Liên tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những cập nhật nóng của chương trình. Mới đây tại Phú Yên, một bệnh nhi 27 tháng tuổi ở huyện Phú Hòa được xác định đã tử vong do mắc cúm AH1N1 PDM. Các cơ quan y tế của tỉnh Phú Yên đang tích cực điều tra, phối hợp, giám sát khu vực có người bệnh để tránh lây lan. Trước đó, ngày 29 tháng 11, bệnh nhi có dấu hiệu sốt, ho, người nhà đã tự mua thuốc uống, không rõ thuốc gì. Sau khi thấy không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Pasteur Nha Trang, xác định cho bé dương tính với cúm AH1N1 PDM. Bệnh nhân tử vong sau đó ngày 9 tháng 12. Các bác sĩ khuyến cáo hiện nay rất khó để phân biệt giữa cúm AH1N1 PDM với cúm mùa thông thường. Do vậy, khi có triệu chứng như ho, sốt, đau đầu, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để thăm khám. Tiếp tục chương trình là những thông tin về cháy nổ mà chương trình đã cập nhật. Mới đây, tại tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người thương vong trong một gia đình tử vong. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà của vợ chồng anh Ca Nhân sinh năm 1996. Phát hiện vụ cháy, người dân đã tổ chức chữa cháy nhưng do ngôi nhà bị khóa bên trong nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã tiếp cận hiện trường, phá cửa mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Hậu quả của vụ cháy khiến cháu Ca Mộc Trà sinh năm 2017 đã tử vong tại chỗ. Ba nạn nhân là anh Ca Nhân, chị Tô Thị Hiền sinh năm 1995, vợ anh Nhân và cháu Ca Nguyên Thảo sinh năm 2019 đều tử vong vào rạng sáng ngày 11 tháng 12 do bị bỏng quá nặng. Vào rạng sáng ngày 11 tháng 12, tại khu vực dân cư thuộc khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, đã xảy ra vụ hỏa hoạn dữ dội và nhanh chóng lan sang các nhà lân cận. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Cà Mau cũng đã điều động 3 xe, 1 cano và trên 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp ứng cùng lực lượng địa phương, triển khai các phương án khống chế và chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Vụ cháy làm 12 căn nhà của 9 hộ dân đã bị cháy hoàn toàn, một nạn nhân 14 tuổi tử vong. Vì bạn gái mắc xe mà nhà nghỉ không chịu trách nhiệm nên một đối tượng chỉ mới 17 tuổi ở tỉnh Bình Phước đã ngông cuồng ra tay đốt nhà nghỉ để trả thù. Liên quan đến vụ việc trên, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Đỗ Quốc Bảo để điều tra về vụ cháy tại nhà nghỉ Thanh Thanh nằm trên quốc lộ 14 thuộc phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài. Theo đó, Bảo khai nhận do buồn chuyện gia đình nên không ở nhà mà ra thuê phòng nghỉ tại đây ở mấy hôm. Đêm ngày 8 tháng 12, bạn gái của Bảo là Hồ Thị Ngọc Trinh chạy xe máy đến nhà nghỉ chơi và để xe ở dưới sân. Đến khuya, khi ra về, Trinh phát hiện chiếc xe bị mất. Bảo báo lại với người quản lý nhà nghỉ, nhưng người quản lý không nhận trách nhiệm về vụ mất xe. Bực tức, sáng ngày 9 tháng 12, Bảo đi mua một chai xăng mang về phòng mình thuê tại nhà nghỉ trước đó, đổ xuống giường rồi châm lửa đốt và đóng cửa phòng bỏ đi. Rất may thời điểm xảy ra cháy không có ai trong phòng nên không gây thiệt hại về người. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là một lần nữa đội tuyển bóng đá nữ đã bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng danh giá tại SEA Games 30. Nhưng có một thực tế phũ phàng là mặc dù đã 5 lần lên ngôi vị cao nhất trước đó, nhưng các cô gái của chúng ta lại chưa thực sự nhận được nhiều sự đầu tư của liên đoàn bóng đá và sự quan tâm của người hâm mộ. Vâng, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã quá quen với việc ra sân thi đấu với những khoảng trống hẩm hiu nơi khán đài, mặc dù đã giành rất nhiều huy chương cho bóng đá Việt Nam. Phải chăng lâu nay chúng ta đã quá thờ ơ với bóng đá nữ, trong khi họ lại thường xuyên mang về vinh quang cao quý cho thể thao đất nước? Nếu như bóng đá Việt Nam có kém duyên với đấu trường SEA Games vì chúng ta hoàn toàn thua trong 5 trận chung kết gần nhất, thì những cô gái Việt Nam lại hoàn toàn đối nghịch. Ở đấu trường khu vực, trước khi SEA Games 30 diễn ra, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có 5 lần bước lên ngôi hậu tại SEA Games, một con số đầy tương phản với những cay đắng, gian khổ mà đội tuyển bóng đá nữ nhận được. Trong mắt của đa số người hâm mộ, 5 tấm huy chương vàng đáng giá của đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam cũng không bằng một tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam tại sân chơi này. Để rồi giữa bóng đá nam và nữ luôn có sự đối lập đầy nghiệt ngã và cay đắng, khi những người có được danh hiệu lại chả thể xông đúng với vị thế của họ. Có một sự thật là đa số mọi người có mấy ai bỏ thời gian xem trọn vẹn một trận đấu của đội tuyển quốc gia nữ, chứ chưa nói đến việc theo dõi cả giải vô địch quốc gia. Bóng đá nữ tại Việt Nam luôn đi kèm với sự thiếu thốn kinh phí tổ chức lẫn cách vận hành thiếu sự chuyên nghiệp cần có. Hơn nữa, việc không nhận được các chế độ ưu đãi cũng như thiếu những nhà đầu tư càng làm cho những cô gái vàng của chúng ta gặp khó khăn rất nhiều trong việc tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. Là một người phụ nữ, chắc hẳn ai cũng muốn mình nhận được những lời khen, ắt hẳn ai cũng muốn mình được xinh đẹp. Nhưng những người phụ nữ với ước mơ theo đuổi trái bóng tại Việt Nam thì phải chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân đẹp nhất của họ với những buổi tập đầy khắc nghiệt ngoài nắng, dưới gió, với những lần ra sân mà không có khán giả hay những lúc không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong từng khẩu phần ăn, lương thấp so với một vận động viên thể thao thông thường. Cái tâm trạng chúng tôi cái này không quen rồi. SEA Games lần trước tôi nhớ cũng trên khán đài chỉ có một người Việt Nam hoặc cờ Việt Nam ra cổ vũ chúng tôi. Và đến trận này cũng như vậy. Nhưng mà thôi, chúng tôi gạt bỏ cái đấy sang một bên. Trên sân, chúng tôi phải cố gắng quyết tâm hơn nữa và cái thực lực trong trận đấu để kéo khán giả đến đông hơn, chúng tôi nhiều hơn. Không có thời gian để chăm chút, làm đẹp cho bản thân và không được quan tâm quá nhiều đến lợi ích mà các doanh nghiệp hướng đến. Nhưng chỉ chừng đó thì chẳng thể ngăn được ước mơ và hoài bão của những cô gái trong môn thể thao vua. Tiến bước vào trận chung kết SEA Games 30 đầy duyên nợ với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy tinh thần rực cháy để hướng đến tấm huy chương vàng nữ cho bóng đá nước nhà. Hình ảnh Trần Thị Kiều với chân trái rướm máu, với một vết bỏng da nén đau cháy hết mình trên sân. Thời điểm Hải Yến phá vỡ thế trận cân não bằng bàn thắng quyết định ở hiệp phụ thứ nhất, hay khoảnh khắc những cô gái Việt Nam cố gắng đến những giây phút cuối cùng để bảo toàn tỷ số mong manh suốt hai hiệp phụ, dù cho lần lượt bị chuột rút, nằm đau đớn trên sân, đủ để chúng ta cảm phục và tự hào với tấm huy chương vàng mà các cô gái này mang về. Phải chăng lâu nay chúng ta đã quá thờ ơ với bóng đá nữ, trong khi họ lại thường xuyên mang về vinh quang cao quý cho thể thao đất nước. Bóng đá là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính hay bất kỳ màu da nào. Vì vậy, nếu đã dành những lời cổ vũ và tán dương cho những cô gái vàng của Việt Nam, hãy tiếp tục đồng hành với họ cho những chặng đường về sau. Chị biết là lúc này là rất sung sướng và mong rằng các cổ động viên càng ngày càng quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn. Rõ ràng, chiến tích của bóng đá nữ tại SEA Games với kỷ lục là chiếc huy chương vàng thứ 6 trong lịch sử. Thay vì sự ca ngợi, thương xót nhất thời, những cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đang cần nhiều hơn thế. Tấm huy chương vàng SEA Games không chỉ đơn giản là vinh quang, nó còn là tiếng chuông kêu gọi sự giúp đỡ mọi người đối với nền bóng đá nữ Việt Nam. Mỗi người hãy công bằng, hãy cùng ủng hộ đội tuyển Việt Nam mỗi lần họ thi đấu, bất kể đó là bóng đá nam hay nữ, vì họ cũng đều vì mục tiêu chung, cùng nỗ lực hết sức để đem vinh quang về cho đất nước. Câu chuyện vừa rồi của chuyên mục Chuyện Ngày Mới cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.